CL không được YG thông báo tin True Anyone tan rã. Tưởng là người đầu tiên nhưng hóa ra sau cả thế giới. CL đã phải biết tin True Anyone tan rã thông qua phương tiện truyền thông chứ không phải qua công ty chủ quản. True Anyone là một trong những nhóm nhạc nữ hàng đầu K-pop Gen 2. Nhóm được thành lập bởi YG vào năm 2009, gồm 4 thành viên là Park Bom, CL, Dara và Minzy. Sau khi xuất hiện cùng nhóm nhạc nam Big Bang trong đĩa đơn quảng cáo Lollipop, nhóm đã trở nên nổi tiếng với việc phát hành mini album cùng tên True Anyone 2009 và True Anyone 2011. Tất cả đều đạt vị trí cao nhất ở hai vị trí hàng đầu trên Gaon Album Chart. Nhóm cũng đã tích lũy 9 đĩa đơn quán quân trên Gaon Digital Chart, bao gồm Go Away, Lonely, I Am The Best, I Love You và Come Back Home. Thành tích này của True Anyone có thể so sánh ngang ngửa với nhóm nhạc quốc dân SNSD. Cùng với Big Bang, True Anyone chính là gà đẻ trứng vàng của nhà YG. Tuy nhiên, vào tháng 11 năm 2016, YG bất ngờ thông báo True Anyone sau 7 năm hoạt động tan rã khiến dân tình vô cùng hoang mang lẫn tiếc nuối. Sau này, nhiều người mới ngỡ ngàng và bật ngửa khi thành viên Minzy chia sẻ rằng chính cô cũng không được YG thông báo tin đó mà chỉ biết qua các phương tiện truyền thông. Mới đây vào ngày 15 tháng 12, trong buổi phỏng vấn cùng AB Entertainment, nữ ca sĩ CL True Anyone chia sẻ về khoảnh khắc lần đầu tiên cô biết tin True Anyone chính thức tan rã. Cụ thể, phóng viên của AB Entertainment tiết lộ, đồng nghiệp của tôi đã phỏng vấn thành viên Minzy từ nhiều năm trước và cô ấy bật mí rằng bản thân biết về quyết định tan rã của True Anyone thông qua phương tiện truyền thông. Sau khi lắng nghe chia sẻ từ phóng viên, CL xác nhận cô phải đối mặt với hoàn cảnh tương tự Minzy. Thành thực mà nói tôi cũng vậy, khi đó tôi đang dự bữa tối nhân dịp lễ tạ ơn thì điện thoại tôi rung lên ầm ĩ. Phải, tình huống ấy thật sự rất đau lòng. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng cho biết hiện tại cô tự do hơn rất nhiều và có thể làm mọi điều mình muốn. Khi cho ra mắt album vào mùa thu năm nay, CL cũng nói rằng cô đang bước sang chương mới của cuộc đời và rất mong chờ có nhiều điều thú vị. Mặc dù True Anyone đã tan rã nhưng các thành viên vẫn rất thân thiết với nhau. Họ thường xuyên liên lạc và cũng nhắc đến việc tái hợp, phát hành một ca khúc mới trong tương lai. CL ra mắt cùng nhóm nhạc nữ True Anyone với tư cách là một trưởng nhóm từ năm 2009. Dù đã vô cùng thành công và nổi tiếng, nhưng True Anyone đã có một thời kỳ gián đoạn và cuối cùng tan rã vào năm 2016. Từ khi ấy, CL đã bắt đầu con đường solo và thực hiện việc ra mắt tại thị trường Mỹ nhưng không hề thuận lợi như dự đoán. Nữ rapper đã gặp phải nhiều trở ngại và gần như ngừng hoạt động cho tới hôm nay. Nhìn lại chặng đường hơn 13 năm hoạt động âm nhạc cùng biết bao cố gắng, nỗ lực và cả những giọt nước mắt, CL ngày nào vẫn luôn luôn xứng đáng với danh hiệu nữ hoàng K-pop trong lòng người hâm mộ. Với tất cả nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng đam mê âm nhạc cháy bỏng, CL khẳng định sẽ tiếp tục phát triển các hoạt động nghệ thuật theo cách bản thân mình lựa chọn, dựa trên niềm mong mỏi, kỳ vọng của những người hâm mộ mà cô yêu mến. Một vài bình luận của khán giả về sự tan rã của True Anyone. Cứ nghĩ quyết định tan rã là sau khi họp bàn giữa nhóm và YG chứ nhỉ? Sao lại biết được tin tan rã qua phương tiện truyền thông thế này chứ? Thà họp bàn thì còn chuẩn bị tâm lý, chứ kiểu này thì chắc 4 thành viên cũng sốc lắm. Mình fan True Anyone từ khi nhóm debut đây. Nói cho công bằng thì Minzy đã rời nhóm trước rồi. Thời điểm đó True Anyone chỉ còn 3 thành viên. Mình nghĩ họ cũng đã thảo luận qua vấn đề tan rã trước đó rồi. Bằng chứng là có quay MV Goodbye tạm biệt fan. Chỉ là các thành viên không biết chính xác ngày YG ra thông báo thôi, chứ cũng không hẳn là YG dẹp nhóm mà không có bất kỳ sự báo trước nào. Cũng có những nhóm khác từng tan rã theo cách này đúng không? Tại trước đây cũng từng đọc qua rồi. Thật buồn khi mình không được phép quyết định cuộc sống của mình. Nếu không bàn bạc được một câu thì cũng phải báo trước người ta một tiếng chứ. Còn gì đau lòng hơn nhóm mình tan rã mà thông tin trên khắp các phương tiện truyền thông ai ai cũng biết, trong khi chính mình lại không hề biết.